Kinh tế tư nhân là xương sống của nền kinh tế. Doanh nghiệp khỏe thì kinh tế khỏe. Cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam VBCI là một tổ chức gắn kết giúp các doanh nghiệp cùng tương trợ phát triển. Mới đây, VBCI Việt Nam đã ra mắt thêm 3 cộng đồng doanh nghiệp, đó là VBCI Bình Tân, VBCI Tân Bình và VBCI Bình Thạnh. Tính đến nay, cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam có tổng cộng 9 thành viên với hơn 225 doanh nghiệp tham gia. Việc ra mắt các thành viên mới trong cộng đồng VBCI càng củng cố thêm uy tín của một tổ chức dành cho các doanh nhân đã hoạt động gần một năm nay. Tại sân chơi này, các doanh nhân có thể chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, gia tăng cơ hội trên thương trường. Vì trong cộng đồng doanh nhân VBCI thì chúng tôi đang có một cái cộng hưởng là cả một cái cộng đồng nhỏ và lớn cùng cộng hưởng với nhau. Dựa vào mối quan hệ đó thì có thể họ xây dựng được đơn hàng hay là có sự hợp tác đầu tư. Thì cái này là chúng tôi rất là mong muốn để giúp cho cái cộng đồng doanh nhân có thể có cái liên kết chặt chẽ. Các doanh nghiệp tham gia VBCI đều mang đến những sản phẩm tiêu biểu. Các sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng được trưng bày, giới thiệu, qua đó gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cho rằng đây là một sự kết nối tạo động lực để cùng gắn kết vượt qua khó khăn thách thức chung của nền kinh tế. Đặc biệt, sự mở rộng cộng đồng càng làm gia tăng sức mạnh của các doanh nghiệp Việt đón đầu những cơ hội mới trong năm mới.